Câu hỏi của khán giả có tên là Hồng, số điện thoại 0333, 3 số cuối 407 ở Đồng Nai. Khán giả hỏi như sau: đàn heo hậu bị gồm có 20 con, nặng khoảng 30 kg một con. Lợn có hiện tượng sốt 40 độ C, mắt đỏ, có con nôn mửa, có con thì không, và da lợn màu đỏ, nước tiểu đậm, táo bón. Lợn bỏ ăn 3 ngày rồi chết, đã chết mất 6 con. Sau khi chết thì có con da màu đỏ và có con thì da màu trắng. Bên cạnh cũng có một đàn lợn khác 21 con đã nuôi được 2 tháng rồi và hiện nay đã nặng 35 kg một con. Lợn có hiện tượng đỏ mình như là nổi ban, vành tai tím, sốt nhẹ, bỏ ăn và đã chết một con. Đã dùng Anagin, Zenta, Parace, Amoc cho cả 2 đàn nhưng vẫn không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Lê Văn Năm tư vấn câu hỏi này ạ. Vâng. Trước hết thì với cái bệnh chứng này thì chúng ta rất dễ biết đây là dịch tả lợn ghép với phó thương hàn. Và nếu như cái bệnh như vậy thì những toa thuốc mà chị dùng ấy là nó không phù hợp. Đặc biệt là ở đây thì chị dùng Anagin C thì có thể được, Genta thì không được. Và đã dùng Anagin rồi thì dùng cả paracetamol nữa là cũng là giảm sốt nữa cũng không nên. Và Amoc thì dùng chủ yếu cho cái loại bệnh mà do vi khuẩn gram dương chứ không phải là gram âm. Như tôi vừa nói thì đây là dịch tả lợn ghép phó thường hạn. Và tiên lượng là xấu. Bởi vì như vậy là bệnh đã có khả năng lây hết đàn này sang đàn khác rồi. Cách làm như sau. Trước hết là chị tiêm lại 2 vaccine, dịch tả heo và tai xanh. Ở trong Nam ấy thì vaccine tai xanh thường dùng vaccine Boehringer của Đức. Ok. Và dịch tả thì chị nên dùng vaccine của công ty Navetco, tức là công ty thuốc thú y trung ương. Hai vaccine này chị tiêm cùng lúc vào 2 mang tai cho lợn, cho tất cả các lợn, và chú ý là con khỏe tiêm trước, con ốm tiêm cuối cùng. Và mỗi ô chuồng là dùng một mũi kim tiêm riêng, vì đây là bệnh truyền lây cho nên chúng ta phải thận trọng. Đồng thời là toàn trại thì chị lấy cái thuốc là Tidoc-TA hoặc anti-CRDLA, liều lượng là 2 gram cho 1 cân thức ăn cho ăn liên tục 5 ngày, toàn trại. Việc tiếp cuối cùng đó là những con ốm chị tách riêng ra. Dù có thể là 2 đàn khác nhau nhưng bây giờ những con ốm nó cùng một bệnh rồi thì chị có thể nhập vào một ô chuồng, tách riêng và nhập vào ô chuồng riêng, cách ly càng tốt. Và chị tiêm sáng thì chị tiêm TAV-Brasin cộng với Anagin C. TAV-Brasin và Anagin C. Chiều thì chị tiêm Vizante và Anagin C. Mỗi loại 1ml pha chung tiêm cho 10 cân heo một lần và liên tục tiêm đủ 4 ngày. Ngoài ra thì hiện nay thì đã mô tả là bỏ ăn rồi thì không cần nhất thiết phải ép nó ăn, nhưng mà chị bổ sung thêm rau xanh. Vì rau xanh nó sẽ có tác dụng giúp cho vấn đề nhuận tràng. Thứ hai là nó kích động làm cái đường ruột, vi khuẩn đường ruột nó không bị loạn quẩn và lợn không bị táo bón. Và cuối cùng nó là giữ được cái thể trạng. Thế nhưng mà ăn thì không quan trọng bằng lúc này là phải uống đầy đủ. Uống nước là phải đầy đủ và đồng thời là tìm mọi cách cho lợn uống nước. Trong nước uống bắt buộc phải có tê cúm gia súc, super vitamin và điện giải. Mỗi loại 1 gram pha chung 1 lít nước và cho lợn uống liên tục 5-7 ngày. Chứ làm đúng thế thì đàn lợn sẽ khỏe trở lại với điều kiện là trước đây đã được tiêm vaccine dịch tả. Nhưng tôi thì hy vọng là những người nuôi lớn, nhất là Đồng Nai, thì vaccine làm tương đối tốt. Thế nhưng mà có lẽ là cái vaccine dịch tả chỉ tiêm trước 1 tháng tuổi. Mà khi tiêm trước 1 tháng tuổi thì cái hiệu quả bảo hộ của vaccine dịch tả nó không cao. Cho nên bây giờ bệnh bùng phát. Hoặc là chỉ mới nhập đàn lợn thứ hai về, làm cho bệnh bùng phát và từ đàn thứ hai lây ngược lại đàn thứ nhất. Thế là có 2 cái lý do mà tôi nghĩ chủ quan là như vậy. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Thưa quý vị, thưa bà con, chim cút là một đối tượng vật nuôi dễ thích nghi ở nhiều điều kiện khí hậu thời tiết khác nhau do nó có sức đề kháng tốt. Thịt và trứng chim cút lại có giá trị dinh dưỡng cao nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Nắm bắt được điểm này, một chàng thanh niên ở Sóc Sơn, Hà Nội đã quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi chim cút. Và điểm đặc biệt là tại mô hình này, anh không bán chim cút, cũng không bán trứng chim cút mà lại đầu tư cả hệ thống lò ấp trứng hiện đại để bán chim cút con. Từ đó cho thu nhập cao gấp nhiều lần. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với người nông dân này để có thể học hỏi được kinh nghiệm ấp nở trứng chim cút.
Những quả trứng chim cút sau khi thu hoạch đang được anh Hùng và các nhân công trong trang trại xếp ngay ngắn vào khay và đưa vào lò ấp. Sau 17 ngày, trứng sẽ nở thành chim cút con. Theo anh Hùng, nếu bán trứng thương phẩm sẽ chỉ có giá khoảng 400 đến 500 đồng một quả. Trong khi đó, ấp nở thành chim con, anh có thể bán được với giá cao gấp đôi, 1.100 đồng một con. Hai yếu tố tiên quyết mang lại thành công cho anh Hùng là chăm sóc để chim cút đẻ nhiều trứng và ấp nở đúng kỹ thuật để trứng nở thành chim con. Để chim cút đẻ trứng tốt, tỷ lệ thụ tinh cao, cứ 35 con chim mái được anh Hùng cho ghép với 10 con chim trống và nuôi trong một ô chuồng như thế này. Thời gian để khai thác trứng chim cút thì sau thời gian từ 8 đến 10 tháng. Nhưng mà nó còn phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, thức ăn cho chim nữa. Nếu mà chất lượng thức ăn, quy trình chăm sóc kém thì cái sức đẻ nó sẽ kém và mình sẽ phải loại thải sớm. Còn để tăng tỷ lệ trứng ấp nở thành công, anh Hùng luôn phải theo dõi sát sao nhiệt độ trong lò ấp. Bởi nếu nhiệt độ quá thấp, phôi sẽ không đủ nhiệt độ để phát triển, khiến trứng nở muộn, khó nở hoặc không thể nở. Nếu nhiệt độ quá cao, phôi sẽ phát triển quá nhanh, dẫn đến trứng nở sớm, bị sát vỏ hay chim non bị dị tật. Nhiệt độ là ban đầu là 37 độ 5. Thì sau khoảng 3 ngày, 3 đến 4 ngày thì chúng ta sẽ hạ nhiệt xuống khoảng độ 37 độ và giữ mức nhiệt đấy trong khoảng 3 4 ngày nữa, chúng ta lại tăng lên 37 độ 5. Vào ngày thứ 15 hoặc 16 thì chúng ta sẽ chuyển sang lò lở và nhả giảm nhiệt độ xuống 37 độ. Thì sẽ ra được con chim khỏe mạnh. Những con chim cút non mới nở sẽ được anh Hùng chuyển đi các tỉnh thành tiêu thụ theo đơn đặt hàng. Trung bình mỗi ngày có 2 đến 3 vạn con chim cút ra lò nhưng vẫn không đáp ứng đủ nguồn hàng cho khách. Bình quân mỗi tháng, anh Hùng thu lãi tới hơn 50 triệu đồng sau khi đã trừ hết các khoản chi phí. Vâng, bà con quan tâm đến kinh nghiệm ấp trứng chim cút có thể liên hệ với anh Trần Đình Hùng ở địa chỉ xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Còn bây giờ tiếp tục chương trình sẽ là những câu hỏi khác mà quý vị và bà con đã gửi về. Ngay sau đây là một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đến từ khán giả Trương Văn Bắc, số điện thoại 0906 3 số cuối 108 ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai hỏi như sau. 300 con ba ba nuôi trong bể lót gạch men và nước giếng khoan với độ pH là 7, sau 3 ngày thay nước một lần. Thả được 2 cho đến 3 ngày thì ba ba có hiện tượng chết vài con, cho đến 4 đến 5 ngày sau thì chết gần hết và sau 10 ngày thì chết hết sạch. Khi vớt lên thấy mắt ba ba bị lồi, kéo màng, còn nếm thử thì thấy là nước cũng bình thường, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời những tư vấn đến từ tiến sĩ Bùi Quang Tề ạ. Xin chào bà con. Trước tiên là phải chia buồn với khán giả. Thế là nuôi ba ba giờ nó chết hết rồi, tức là chán chủ nó bỏ đi. Đấy, tôi nói nó vui thôi, nó tếu tí, thực sự thế này. Con ba ba thì anh nói là anh nuôi ở bể lót gạch men, nghe oai lắm. Không phải gạch men cũng tốt, nhưng mà thế này. Quan trọng là ba ba nuôi nó phải dưới cái đáy nó, không phải nó sống nằm ở trên cái gạch men mà nó sống được. Nên là anh phải nhớ, anh để đọc về kỹ thuật nuôi ba ba chưa đến kỹ. Tức là nguyên tắc ấy, là ba ba cứ ăn no thì nó phải tìm, nó vùi mình vào chỗ nào đó, nó kín. Thì dưới đó là anh phải có đổ lên một lớp cát dày 15 đến 20 phân, cát đen. Đó, ăn xong nó phải chui xuống đấy, chứ không nó nằm cứ trơ lên cái gạch men đâu được. Anh cứ tưởng là oai, không phải oai. Nên nó thôi anh cũng biết, tôi nói câu nói thì tôi cũng hơi nói anh hơi đau lòng đấy. Tức là nguyên tắc là anh ít nhất để cho tôi 50% cái bể đó có lớp cát dày từ 15 đến 20 cm cát đen. Đấy, ăn xong rồi cho vào đấy. Và nhớ, anh bảo 3-4 ngày anh thay vào nước giếng khoan cũng được rồi. Cũng được, không sao nữa, là pH nó là trung tính, là 7. Thì anh có thể thay, nhưng mà nghĩa là khi nó nằm ở trên cái lớp đáy nó có cát thì nó ăn ở đây xong nó thải phân ra nó xuống cái dưới trũng. Để anh phải rút được cái đáy đó. Chứ không anh thay tí cái tầng trên là tầng sạch cho anh thay, còn tầng đáy bẩn thì không thay được. Anh thay được nước đáy của bể. Khi nuôi nó phải có kỹ thuật chứ không phải ai nói. Nó là công nghệ của công nghệ nuôi chứ không phải anh cứ đại ngưng và tôi có gạch men lên cho vào đấy là cái.
và anh phải nhớ anh đi tìm tìm hiểu cái chuyện đó. Còn đây tôi nói là nhiều. Cái thứ hai nữa là mật độ, tôi không biết anh nuôi 300 con, nếu anh muốn nuôi thì mật độ không quá 5 con một mét vuông. Anh 300 con thì anh phải có bao nhiêu? Là 53 đấy, anh cứ chia ra là phải 60 mét vuông. Cái bể anh có 5-60 mét vuông, 60 vuông, cái bể 5-60 mét vuông anh cho vào nó trồng đống nhau nó sống nào được. Tức là 5 con một mét vuông thôi. Cái gì nó quy định đấy, những cái quan trọng nhất. Thứ hai nó là khi bị bệnh, khi nó đẻ cho nó bị bệnh thì nó có thường là ba nó hai vì hai cái bệnh bội nhiễm là bệnh nấm thủy mi và bệnh vi khuẩn thôi. Nhưng mới bên ngoài thì dễ chữa, nhưng khi đã nhiễm vào phổi là chịu thua, tôi không chữa nổi. Vào phổi thì tôi đã kiểm tra có rất nhiều phổi là có thể nhiễm và cũng là vi khuẩn gram mâm thôi. Nhưng mà đối với trên bờ thì bắt từng con tiêm cho từng con được, nhưng đây không bắt được. Nên không thể bắt từng con rồi tiêm 300 con tiêm nữa hơi mệt đấy. Nên là cái điều lượng như thế nào thì nó là bệnh khi đã vào phổi là nguy hiểm. Nên là khi bệnh ba ba mà đã dính vào phổi là thua, là không chữa được. Nó do nguyên nhân anh nuôi chưa tốt. Thuốc thì có thể tôi cũng thể tư vấn cho anh qua mấy loại thuốc như thế này. Cái thứ nhất là nấm thì mi là phải dùng cái thuốc nấm, thuốc kháng nấm, đặc trị là kháng nấm là Antibu. Đấy, anh tắm cho nó. Tôi không có thì anh tắm cho nó thôi, cứ là khoảng 30 đến 50ml cho 1 mét khối, tắm 1 tiếng xong anh cho nước sạch. Sau rồi anh lại tắm bằng cái thuốc thảo dược cao cấp là Ecaverin 20ml cho 1 mét khối, anh cho nước sạch. Nếu khi nó ăn được, nếu nó vào phổi thì cũng không có chữa. Nó ăn được thì mới chữa được ở trong phổi, còn không ăn là chịu thua. Đấy mấy cái tôi giới thiệu qua, nhưng mà thôi giờ anh còn ba nữa mà giới thiệu. Để anh giúp kinh nghiệm ra sau, nếu có điều kiện thì anh hỏi trực tiếp đại truyền hình. Xong có thể gặp trực tiếp tôi sẽ tư vấn cho đầy đủ, chứ ở đây không có thời gian. Chúc anh suy nghĩ thế nào là để dám mạnh dạn nuôi hoa tiếp. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Thưa bà con, mật ong là loại thực phẩm có tính nóng, tuy nhiên nếu như chúng ta biết sử dụng đúng liều lượng và đặc biệt trong mùa mát như hiện nay thì rất tốt cho sức khỏe. Mật ong cũng có rất nhiều loại, ví dụ như là mật ong hoa nhãn, mật ong hoa vải, hoa cà phê hay là mật ong bạc hà. Và mỗi loại mật ong sẽ có hương vị cũng như công dụng khác nhau. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc đến loại mật ong Ba Vì. Loại ong này thì được nuôi tại vườn quốc gia Ba Vì. Mật ong màu cánh gián, vàng sáng, ngọt thơm. Mỗi năm, gia đình chị Vinh tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cung cấp ra thị trường từ 60 tới 70 tấn mật ong. Với giá bán từ 150 tới 180 ngàn đồng một lít, mỗi năm gia đình chị Vinh thu lãi hàng trăm triệu đồng từ 500 đàn ong. Cái nguồn gốc của mình là một cơ sở ong, trại ong. Mình làm ong cũng rất là nhiều năm nay rồi. Gia đình thì làm 20 năm nay rồi, có rất nhiều kinh nghiệm về làm ong. Còn về truy xuất nguồn gốc, đấy là truy xuất nguồn gốc. Bây giờ là cũng đã có cả tem truy xuất. Mọi người khi sử dụng là chỉ cần dùng điện thoại là truy xuất được cái nguồn gốc ở cơ sở ong mật Kinh Hoa. Hiện toàn huyện Ba Vì có 20.000 đàn ong, tập trung chủ yếu tại các xã Đồng Thái, Cẩm Lĩnh, Ba Trại, Khánh Thượng, Vinh Quang. Tổng sản lượng khai thác mật ong bình quân đạt hơn 200.000 lít một năm. Các hộ nuôi ong ở đây chủ yếu nuôi theo phương pháp truyền thống, hút mật hoa thiên nhiên tùy theo mùa. Mỗi gia đình có từ 20 tới 100 đàn, chất lượng mật được người tiêu dùng đánh giá cao. Năm vừa rồi 2019, cái chương trình của chính phủ với cái chương trình mỗi xã một sản phẩm để phát triển nông thôn mới, thì cơ sở cũng đưa cái sản phẩm mật ong đi thi cái chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm đó, và cũng đã được ở cấp huyện thì được 4 sao, thế nhưng lên đến cấp thành phố thì cũng thiếu một vài điểm nữa và được 3 sao cấp thành phố. Với 11 loại mật ong khác nhau như mật ong bán tổ, thiên nhiên, hoa rừng, hoa nhãn, hoa vải, bạc hà, sữa ong chúa, mật ong Ba Vì có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều tầng lớp người tiêu dùng.